Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City, phiên bản Honda City Top. Màu này là màu nâu các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng quý vị các bạn nhé. 2018 lăn bánh được hơn 6 vạn rồi. Dàn lốp này rất là mới luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Phiên bản top là cái phiên bản đầy đủ rồi. Đèn pha, đèn led, đèn daylight ban ngày đầy đủ cả luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Và thời tiết thì mấy hôm nay là mưa phùn, cho nên là chúng tôi về cả một cái lô xe này là đều chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn ạ. Còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, màu xanh, màu đỏ, màu xám và màu trắng này. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả các bạn ạ. Còn để mộc mạc và còn nguyên bản hết luôn ạ. Đấy, chưa có dọn đâu các bạn nhé. Tôi vẫn quay tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn xem trước về chiếc xe này. Đấy, toàn bộ về bên ngoài thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhá. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị các bạn xem về cái phần nội thất bên trong này. Khóa thông minh bấm tay để mở cửa này. Đấy, táp bi cánh cửa, keo chỉ cánh cửa này. Còn nguyên zin hết này. Chỉ có bẩn một chút là do chưa có dọn dẹp gì này. Đấy, tất cả đều rất đẹp đây. Toàn bộ từ táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe này 2018 phiên bản top. Đấy, rất là đẹp luôn này. Tôi mở trước này giới thiệu cho quý vị các bạn xem nhé. Táp bi cánh cửa, keo chỉ cánh cửa này. Đấy, nội thất ghế da đều rất mới này. Cốp sau à, cốp sau đây các bạn này. Ốc cốp sau này. Keo chỉ cốp sau này. Đấy, đều nguyên bản, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, cốp sau đây đều rất là đẹp này. Đấy, lốp sơ cua này. Lốp sơ cua của chiếc xe này còn mới tinh chưa hạ này. Đấy, lốp sơ cua còn mới nguyên các bạn nhé. Bẩn biếc là chưa có dọn này. Đấy, chưa có dọn dẹp tí nào luôn các bạn ạ. Đèn này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết rồi này. Đấy, nội thất này. Keo chỉ cánh cửa, táp bi cánh cửa này còn nguyên này. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, khóa thông minh bấm tay để mở cửa này. Keo chỉ, táp bi đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới như này đây. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, động cơ cũng còn nguyên bản này. Chúng tôi còn chưa có dọn gì đâu. Đấy, chưa dọn dẹp cái nào các bạn này. Ốc, chân máy này, mặt máy này, các thứ là còn nguyên bản hết này. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, ốc cabo cũng còn nguyên này. Ốc cabo còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ cabo còn nguyên. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Tất cả còn nguyên bản, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả này. Đấy, còn nguyên hết luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Honda City Top 2018 màu nâu này. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là nguyên bản này, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản các bạn nhé. Và chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng thưa quý vị và các bạn.
Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2018 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi đây ạ. Đấy, hiện nay tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe hạng B nói chung, từ Accent này đấy cho đến City, riêng City thì đã có đủ màu luôn đấy ạ. Đấy, màu xanh, màu nâu, màu đỏ, màu trắng đầy đủ màu này. Accent, Vios đầy đủ hết luôn các bạn nhá. Đấy, tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều xe đấy ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.